Ai da. Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh xuyên đêm nhé. Đấy, buổi tối thì đang đánh con tràng lịch với cả con mắt đỏ ở đây. Đang đi tuần đấy anh em. Con chim này thì thường thường nó sẽ đi ở cái giấc là tầm khoảng 11 giờ đêm đổ ra. Thì bây giờ mới là hơn 10 giờ rồi anh em. Hai con này thì đánh chung một bàn được. Hiện tại bây giờ đang là cuối tháng 7 rồi. Thời tiết bây giờ là không có trăng thì anh em đánh con này thì nó sẽ đem lại hiệu quả này. Đấy, và con mắt xéo đấy thì bây giờ đang đi tăm ở cái bàn mắt đỏ với chàng lịch trước anh ạ. Đấy, hiện tại bác nào đang cần đồ đánh, ví dụ như là loa này, loa hoặc là âm ly, đấy, lưới đánh thì có thể tham khảo nhé. À, đây dính được một con chàng lịch rồi anh ạ. Đây, đánh bằng lưới 4/8 này anh em. Lưới với loa với âm ly thì số điện thoại em để dưới góc màn hình video. Anh em điện đến thì bên em lên đơn hàng cho. Con này dính mắc queo đây. Đấy, lưới bám lắm anh em. Lưới này mắt 4/8 sợi 13 thì nó đánh được mắt đỏ tràng lịch. Đấy, cũng như mắt xéo, gà lết cũng trắng. Này. Ai xà. Và túi này. Cái này sợi rất là mảnh anh em. Khi con chim vào thì nó rất là khó treo bởi vì sợi mảnh mà. Đấy, còn là con này mà anh em đánh ở trên cái lưới ấy, sợi 15 là dễ bị tuột lắm anh ạ. Đấy, nó treo mất ấy. Đấy, và cái lưới này thì sau này cuối vụ thì anh em có thể là đánh được con chim gà lướt Ấn Độ. Đó. Gỡ một tay thì hơi khó, thôi ok nhé, để em gỡ con chim này nhé. Là lát nữa xuống quay bàn mắt xéo cho anh em xem. Vòng này ra được thêm một chàng lịch nữa anh em ơi. Tổng 2 chàng lịch rồi. Thì cuối lưới dưới đây lại được thêm con nữa này. Cái chim bắt đầu là bật tìa theo tiếng lên rồi anh em. Bây giờ mới là 3 giờ sáng rồi. Rất là thường thường, mỗi hôm là nó nhiều. Nhưng mà hôm qua do mưa phùn phùn không đông ra này. Thì ít chim đi. Đây, mắt đỏ này. Mắt đỏ đây nha. Cái nhà lưỡi. Ok nhé. Để chỉnh lại loa cho nó nhỏ nhỏ tiếng một chút nha. Đến sáng thu đồ anh em. Đấy, thời tiết mưa thì con chim tràng nghịch này và con mắt đỏ nó không đi mấy anh em. Đấy, bộ đồ đánh mắt đỏ tràng nghịch thì thời điểm này anh em nào muốn sắm thì có thể là tham khảo vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Đấy, tối hôm qua đây thì mưa, hai con tràng nghịch này. Đây thấy mắt đỏ dính một con. Nó mưa anh em, nó dạng là chim nó không đi. Đấy, lưới đánh mắt đỏ tràng nghịch này là sử dụng lưới 4/8 anh em. Đấy, sợi cước là sợi 13. Đối với hàng này thì em làm cho anh em là 5 diềm 4 túi. Đấy. Lưới thì chiều cao mắt lưới là 150 mặt. Sáng ra thì đánh úp loa xuống anh em để cho những cái con chim ở gần nó bật lên. Đây ví dụ như loa đặt đây chim nó bật thì thường thường nó sẽ bật đâm vào loa luôn này anh em. Đây là mắt đỏ. Đấy, còn loa đánh mắt đỏ thì chơi bằng một là anh em có thể có điều kiện để chơi bằng loa toa Indo. Còn anh em không có điều kiện thì anh em chơi bằng loa bát nhôm. Đấy. Loa bát nhôm đánh cũng khá là hiệu quả. Ok. Đây là loa bát nhôm này anh em này. Không biết đứt dây diềm ở đâu. Đây dắt dây diềm bị chuột cắn này. Hay là dính con chim nào ở đâu đấy nó cắn mất. Đi tìm chỗ dây diềm đứt để kéo lên anh Thái ơi. Ô, không phải, hay là trùng quá. Anh Thắng ơi, hay trùng quá nhỉ. Đây lưới đây anh em này. Đấy, lưới thịt rất là bông, bông bông sợi này. Đấy, chim đóng vào thì trèo, tỷ lệ trèo nó rất là khó. Đấy, còn mùa di cư thì bắt đầu đến rồi đấy anh em. Thì anh em có thể là trong cái tuần trăng tối này thì anh em đánh con mắt đỏ, con tràng lịch, con mắt xéo. Đấy, thì ba con chim cũng khá là kinh tế khi anh em đánh.
Còn âm ly thì toàn bộ là anh em thợ đánh ở khu vực miền Bắc mình đều sử dụng là con âm ly 263. Còn lưới khi con mắc đỏ nó mắc vào đây anh em này, mắc vào là nó sẽ đóng rất là sâu, rơi vào tầm khoảng 40 phân. Đấy. Đấy, khá to, mặt đỏ giả. Mắt rồng. Đấy, còn là lưới đây các bác quay thực tế dọc chiều lưới cho anh em nhìn khá là ok đấy. Còn ok nhé, bây giờ thì thu đồ đây anh em ơi. Đấy, bác nào cần đồ đánh thì cứ liên hệ cho em nhé, để số điện thoại có màn hình video. Chào các bác.